Alo. Lần đầu tiên, cho phép em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em là Minh Hiếu. Em là Đức Hòa. Đến từ lớp 10A1. Sau đây, chúng em xin thuyết trình về cuốn sách Thiện ác và Smartphone của tác giả Đặng Hoàng Giang. Bài thuyết trình xin phép bắt đầu. Trước tiên, cho tôi xin phép hỏi, ở khán phòng này có ai không sử dụng smartphone không ạ? Cảm ơn các bạn. Vậy hầu hết các bạn đều sử dụng smartphone đúng không ạ? Vậy các bạn sử dụng bao nhiêu tiếng trên một ngày? Tôi mời bạn. Nào, tôi mời cô My ạ. Chắc phải 3-4 tiếng một ngày ạ. Vâng, con cảm ơn cô. Vâng, có thể thấy rằng smartphone là một món đồ công nghệ không thể thiếu được trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Hầu hết ai cũng phải sở hữu cho mình một chiếc smartphone. Vậy chúng có tác động như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi sâu thêm vào cuốn sách Thiện ác và Smartphone để tìm hiểu chi tiết nhé. Bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy cô giáo cùng các bạn học sinh cùng hướng lên màn hình để xem một đoạn phim ngắn về tác động của smartphone đối với con người trên toàn thế giới. Qua đoạn phim trên, mọi người có thể thấy rằng việc sử dụng smartphone lâu hay thường xuyên đều sẽ gây ra những tác hại không hề nhỏ đối với mỗi con người chúng ta. Như các bạn đã biết, thì smartphone là một phương tiện vô cùng phổ biến. Thì các tác vụ cơ bản như là nghe, gọi, nhắn tin, đến các tác vụ cao hơn như là xem phim, lướt web, chụp ảnh. Đó là nơi để cho chúng ta giải trí, giao lưu, học tập và làm việc. Nhưng đồng thời thì smartphone cũng có nhiều tác hại như là nó có thể gây nghiện cho người dùng và thậm chí là có một số người dùng nó để đăng lên những tin tức sai lệch và đôi khi là để chửi bới, nói xấu và chỉ trích. Cuốn sách mang tên Thiện ác và Smartphone chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên và băn khoăn trước cái tên như vậy. Tại sao không phải lợi hại mà là thiện ác? Có lẽ lợi hại chỉ là một phần rất nhỏ trong hai chữ thiện và ác. Lợi là ưu điểm, hại là khuyết điểm. Tuy nhiên, thiện ác là phương diện hoàn toàn khác. Thiện là những gì nên làm và đem lại lợi ích chính đáng, ác là những gì không nên làm và cần tránh. Vâng, có thể thấy nhan đề đã cho ta thấy được sự giao tranh giữa hai vế đối lập. Phải chăng chính vì những điều này mà tác giả Đặng Hoàng Giang đã cho ra đời cuốn sách này? Vâng, Đặng Hoàng Giang là một chuyên gia phát triển, một nhà hoạt động xã hội và là tác giả chính luận. Ông tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đại học Công nghệ Elemental của Đức và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh doanh phát triển tại Đại học Công nghệ Vienna của Áo. Ông hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, là tác giả của cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can cùng nhiều bài viết cái tiếng vang khác trên mạng xã hội. Có thể nói rằng cuốn sách Thiện ác và Smartphone như là một tấm gương mà mỗi người dùng Internet trong thế giới hiện đại có thể soi vào. Với 307 trang, cùng 6 phần, tác giả xoay quanh vấn đề văn hóa làm nhục thời mạng xã hội.
Điểm nổi bật của quyển sách là dù bạn các khái niệm trừu tượng nhưng lại có tới 197 chú thích, và cứ mỗi hai trang sách thì lại có ít nhất một ví dụ thực tế hoặc trích dẫn từ các bài báo trong nước, các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. Những lời bình luận của tác giả có thể khiến chúng ta giật mình tự hỏi liệu có phải ta đã từng làm cho số những con người ấy. Phần đầu, tác giả xoay quanh vấn đề miệt thị, nhục mạ của cư dân mạng dành cho những người vi phạm theo suy nghĩ của họ, thậm chí còn chẳng liên quan gì đến họ. Những phần tiếp theo, tác giả lý giải cho người đọc thấy rõ bản chất vấn đề, tại sao người ta lại làm nhục nhau, người bị làm nhục phải hứng chịu những gì và cách thoát khỏi văn hóa làm nhục. Thông điệp của cuốn sách là khắc họa lên bức tranh thảm họa của thời đại công nghệ, từ đó mà kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau. Cuốn sách Thiện Ác và Smartphone được viết rất hình ảnh nên người đọc rất dễ tiếp thu. Và chắc chắn là sau khi đọc xong cuốn sách này thì mỗi người sẽ có những ý kiến của riêng mình. Vậy Hiếu, bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc xong cuốn Thiện Ác và Smartphone? Cảm ơn Hoàng. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã vô tình thấy hình ảnh trong đó. Tôi đã cố nhớ lại mình đã suy nghĩ gì trong đám đông ấy. Thực ra, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là đắm mình trong cái cảm giác thuộc về số đông. Thoải mái vì lẽ phải luôn thuộc về phe mình. Nhưng không, smartphone chỉ là nơi để ta học tập, trao đổi, không phải là nơi mà ta lên đó để lăng mạ, chửi bới. Tôi đã sai. Cảm ơn Hiếu. Có thể thấy rằng Thiện Ác và Smartphone giàu tính thời sự nhưng mang ý nghĩa vững bền, chạm tới từ góc khuất trong tâm can mỗi người, nhưng đồng thời bao quát cả xã hội. Nó mang tính xây dựng và tinh thần nhân văn sâu sắc, đã phản ánh được đúng thực trạng comment của các độc giả trên mạng xã hội. Phải chăng cũng đã đến lúc để môn đạo đức hay môn giáo dục nhân dân cần phải đưa dạy thêm về việc bình luận trên mạng cho kịp xu thế, bởi đằng sau những avatar ảo là con người thật. Đừng để các cuộc tranh cãi trên mạng tăng lên theo các số nhân, và đôi khi không thể kiểm soát chỉ vì thói quen giao tiếp qua thiết bị công nghệ, bởi sẽ là vô nghĩa nếu như chúng ta chỉ mãi tìm kiếm cảm xúc và yêu thương trên mạng thay vì ở ngoài đời thật. Hãy cùng nhau thực hiện một khẩu hiệu: hãy tắt máy tính, ra ngoài và gặp ai đó. Hãy sửa ấm lại những yêu thương quanh mình, chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân, gia đình, bạn bè để lấp đầy những mối quan hệ, những khoảng trống rất mối quan hệ mà chúng ta đang vô tình tạo ra. Smartphone là phát minh của nhân loại, vì vậy chúng ta phải sử dụng nó một cách thông minh nhất. Bài thuyết trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp.